Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, bất ngờ chuyện lạ có thật đã xảy ra tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Giáo xứ sớm chiếu cổ kính với niên đại hơn 100 năm, được xây dựng theo trường phái kiến trúc Pháp Nhật. Nhà thờ sớm chiếu nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Bên hông nhà thờ sớm chiếu là hang đá Đức Mẹ được xây mô phỏng theo phong cách của Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp. Ở đây chúng ta sẽ được mọi người nói cho biết những điều kỳ bí về hiện tượng Đức Mẹ La Vang xảy ra tại đây. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2005, tại tượng Đức Mẹ La Vang bên cạnh nhà thờ sớm chiếu đã xảy ra hiện tượng Đức Mẹ khóc ra máu vào lúc 12 giờ trưa. Trên hang đá Lộ Đức là tượng Đức Mẹ La Vang. Tại sao hang đá lại có tượng Đức Mẹ mà không phải là tượng Chúa Giêsu hài đồng? Đó là thắc mắc của nhiều người khi đến đây. Hỏi ra thì không biết tại sao nhưng mọi người nơi đây đều nói Đức Mẹ La Vang ở đây rất linh thiêng. Nơi đây ngày xưa nổi tiếng là khu vực phức tạp nhất Sài Gòn. Từ khi có hiện tượng lạ về Đức Mẹ La Vang thì cả xóm nhỏ quận 4 lại nhốn nháo ra xem. Cả người Công giáo và người bên lương đều tập trung rất đông tại đây. Qua sự tìm hiểu của những người đến nơi đây, đã gặp gỡ một bà cụ 84 tuổi, người đã chứng kiến tận mắt hiện tượng Đức Mẹ khóc. Bà là một người buôn bán nhỏ bên cạnh khu vực tượng Đức Mẹ. Bà kể lại rằng tại đây vào năm 2005, bà đã chứng kiến hiện tượng Đức Mẹ khóc ra máu và mọi người từ đó rất tôn kính mẹ, được nhiều ơn lành mẹ ban nếu khẩn tâm cầu nguyện. Từ khi bà cụ chứng kiến hiện tượng Đức Mẹ khóc, bà đã thường xuyên cầu nguyện tại đây và đã được ban cho sức khỏe để luôn luôn ở bên cạnh và cầu nguyện về mẹ. Sau ngày Đức Mẹ hiện ra, mọi người xung quanh đây đã thay đổi lối sống của mình, biết sống thân thiện và quan tâm đến nhau hơn. Khu vực này trước đây phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp, nay đã không còn nữa, làm cho cuộc sống ở đây thêm tràn đầy yêu thương. Người xóm đạo ở xóm chiếu cũng gia tăng thêm niềm tin vào Thiên Chúa, vào Mẹ Maria.